Có những bác khách hàng nhá, các bác đặt những cái ngôi mộ đá sẵn, mình dùng từ là đặt sẵn, và thậm chí là đặt sẵn trước 10 năm, 15, 20 năm luôn. Thế thì thử hỏi là nếu như mà mình làm bằng cái loại đá nó không chất lượng, đá nó không đảm bảo, thì liệu rằng cái người làm nghề có dám nhận không? Không dám nhận, thật sự là không dám nhận. Tại vì cái đá tự nhiên nó là như thế này, nó là đá tự nhiên, khai thác tự nhiên. Thế đôi khi là bản thân mình không thể nằm trong viên đá đấy, mình không thể biết được cái viên đá đấy nó có thật sự là chất lượng hay không. Thế thì phải thật sự là đầu tư thời gian, đầu tư suy nghĩ, đầu tư chất xám và đầu tư rất nhiều thứ khác vào để tìm nguyên liệu ấy. Tại vì nhá, như bên em thì có bác khi mà bác về bác làm mộ, ví dụ như là bác trai đi, bác về bác làm mộ cho bác gái. Thế thì khi mà làm mộ cho bác gái thì bác bảo là sau này bác muốn rằng hai ngôi mộ của hai bác là sẽ giống nhau về mọi mặt. Thế nên là mình cũng tư vấn luôn cho các bác là nếu như mà hai ngôi mộ mà làm ở hai thời điểm khác nhau ấy, thì chắc chắn là màu đá và cái thiết kế, dù cho mình có làm, có lưu lại thiết kế, thì sau này làm nó không giống nhau 100% được. Đây là em phải khẳng định. Thế nên là các bác có thể là làm hai ngôi một lúc, thì ví dụ như bác trai bác làm cho bác gái thì cái ngôi của bác gái là sẽ lắp luôn, nhưng ngôi của bác trai ấy, thì bác cứ gửi ở dưới cái khu trưng bày nhà em đi. Tại vì nhà em là cái nhà máy sản xuất nó rất là rộng, và cái khu trưng bày nhà em nó cũng rộng, và ngoài ra em còn có thêm mấy cái kho nữa, thì đảm bảo rằng là những cái sản phẩm khi các bác đặt xong các bác gửi ở dưới này là hoàn toàn yên tâm. Thế thì quay trở lại cái câu chuyện là nếu như cái sản phẩm mà mình làm sẵn cho các bác như vậy mà nó không chất lượng thì có dám nhận không? Không nhận được, không dám nhận luôn. Đây, ví dụ như cái ngôi mộ to này là lúc mình làm cho bác gái là bác trai bác đặt, mà bác trai giờ đang rất là khỏe, mà tuy thẳng là bác có dịp đi qua Ninh Bình là bác lại vào nhà mình chơi, là bác bảo đấy, mà có lần nhé, bác xuống nhà mình là mấy anh em bạn bè các bác đi, cái bảo đấy, mộ của tôi là tôi đang đặt ở nhà Quân thì kìa, cái ngôi kia kìa đấy, sau này tôi mà chết là Quân nó mang lên, nó cho người mang lên là nó lắp cho tôi đấy, các bác thấy không? Tức là nếu như mà khi mà làm như vậy là cái sản phẩm đá của mình nó phải tốt thì mình mới tự tin mình nhận, chứ còn bây giờ làm xong mà để ở xưởng một tầm 2 năm bắt đầu là nó nứt ra thì thôi, không nói chuyện được, lúc đấy là mất uy tín, mất tất cả, mất rất nhiều thứ. Thế nên là em mới nói với các bác là nếu như các bác muốn mà làm mộ ấy, đặt sẵn ấy, hay là làm mộ cho người thân ấy, thì các bác nên bớt chút thời gian, các bác về trực tiếp cái đơn vị mà người ta sản xuất ấy, các bác xem là người ta sản xuất cái sản phẩm đấy nó từ cái nguyên liệu như thế nào, cái công nghệ của người ta sản xuất ra làm sao, và cái điều quan trọng nhất là các bác được nhìn thấy, các bác mắt thấy tay sờ luôn. Chứ còn bây giờ đôi khi là cứ xem là trên mạng, xong là anh em nó ghép mấy cái ảnh thành cái video, rồi là nó có cái ảnh của người này người kia nó đăng lên mạng, không các bác ra quyết định thì đôi khi là nó bị nhầm chỗ, nó bị sai địa chỉ, mà cuối cùng là cái chất lượng sản phẩm mình nhận được nó không ưng ý. Thế nên là trước khi làm các bác nên tìm hiểu kỹ đấy, xem là cái sản phẩm mình định làm nó là như thế nào, chất lượng đá làm sao, cái đơn vị gia công người ta có uy tín hay không, người ta có được nhiều các bác khách hàng khác là tin tưởng hay không, cái bề dày kinh nghiệm thế nào. Thì nếu như các bác chọn được những đơn vị uy tín là các bác yên tâm thật sự đấy. Còn đôi khi cái giá của sản phẩm thì mình dùng từ là nó phải hợp lý. Bây giờ mà làm rẻ quá mà đòi sản phẩm tốt thì cũng không có, thật sự rẻ mà tốt thì không có, mà sản phẩm mà đắt quá nó không phù hợp với cái giá trị của nó thì cũng không được. Quan trọng là phải hợp lý, tức là ok, cái bên sản xuất là các anh sản xuất ra cái sản phẩm này chất lượng đá tốt, làm cẩn thận, mẫu mã đẹp, phục vụ tốt, lắp đặt mọi thứ tốt, thì cái giá của nó là như thế này, và các bác khách hàng cảm thấy rằng là với cái giá đấy mình chấp nhận được và nó xứng đáng để đầu tư thì mình làm đấy. Thì các bác lưu ý những cái vấn đề đấy, các bác để ý những cái vấn đề đấy để làm sao mình lựa chọn được những cái sản phẩm cho nó tốt nhất đấy. Các bác thấy không, ở dưới nhà em hiện tại là đang có rất là nhiều những cái sản phẩm với các kích thước mẫu mã khác nhau, nhiều lắm, rất là nhiều loại đá, mà thật sự là toàn đá bây giờ là bọn em toàn làm đá tốt, đá nhập. Ví dụ như đá granite thì là Ấn Độ là đứng đầu trên thế giới này, đá tốt lắm đấy. Hôm nào thì các bác về dưới này các bác tham quan đi, các bác tham quan, trước khi về các bác gọi điện cho em theo số điện thoại trên màn hình nhé, các bác gọi điện cho số điện thoại trên màn hình này, xong là em sẽ đón các bác ở dưới Ninh Bình. Xin được cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều, xin chào.